sửa giày cho vợ. Có tiền không? Có thư của vợ Tuấn, để Tuấn đọc cho nghe nha. Thôi, đem đi chỗ khác giùm tôi đi. Sửa giày cho vợ Tuấn gấp. Gấp hả? Đám cưới. Đôi khi điều gì đó bất thường chính là bằng chứng cho một biến cố khó có thể chấp nhận trong quá khứ. Anh Tuấn ơi. Và cũng đôi khi chút kiên nhẫn cùng bao dung đúng lúc lại chính là phép màu cứu rỗi một cuộc đời. Con đã nhận sữa đôi giày cho vợ của nó. Là sau đó chú thấy nó có vẻ tỉnh trí hơn lúc trước. Con dùng cái tâm để đối đãi với mọi người, chứ không dùng đồng tiền để làm thước đo kết giao với người khác. Cảm nhận những thông điệp nhân gian sâu sắc với câu chuyện Đôi giày cũ trong chương trình phim ngắn cuối tuần lúc 19:50 Chủ nhật ngày 9 tháng 6 năm 2024 trên truyền hình Vĩnh Long 1.